quy định chụp ảnh xin visa công tác du lịch Trung Quốc. Một trong những thủ tục xin visa Trung Quốc là yêu cầu ảnh visa. Bạn không biết kích thước hay quy định về ảnh cho visa Trung Quốc thì dưới đây sẽ là hướng dẫn cho bạn để tránh sai hỏng khi làm ảnh. 1. Ảnh chuẩn 3,5cm x 4,5cm. 2. Phông nền trắng. 3. Được chụp từ phía trước và không có vật cản trở. 4. Được chụp gần đây, 6 tháng trở lại. 5. Mắt nhìn thẳng, không đeo kính. Chụp ảnh xin visa Trung Quốc tại Yêu Media, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất để có tấm ảnh chuẩn theo yêu cầu của Đại sứ quán.